Đức ơi. Đức. Dạ. Hôm nay ngày mùng 1 Tết, anh kêu mày kiếm con bé Tử Thìn để qua sông đất lấy vía, mày kiếm được chưa? Dạ, kiếm được rồi anh. Em dặn nó rồi, đúng 5 giờ là giờ Thìn nó qua đó. À. Thế thôi mày đi chuẩn bị cho anh một cái phong bao lì xì để tí. Dạ. Anh lì xì cho con bé nhé. Dạ. Thế lì xì bao nhiêu anh? Thì lấy lẻ thôi. Thế 50k nhá. Thôi 5k được rồi, lì xì cho có lệ thôi mà, làm để gì cho nhiều. Dạ, em biết rồi. Đây này, mày cứ nhét vào 5k được rồi. Anh Huy. Gì? Đã chạy rồi. Ờ, kêu cái bạn vào đây. Vào đây. Kêu mày kiếm rồng, mày kiếm rồng gì trẻ con thế này? Em tìm hết xung quanh đây rồi, xung quanh đây có mỗi con bé này tuổi rồng thôi. Em chào chú. Ờ. Lần sau con qua con sông đất nhà người lớn con không cột tóc cột tai đâu lên con. Trang điểm rồi cho nó tinh tươm tí, mới sáng một. Bắt người ta dậy từ 5 giờ sáng, với lại con còn nhỏ, con có biết trang điểm đâu, con còn đang buồn ngủ lắm đây nè. À, thôi. Mới sáng một con nói chuyện ngủ ngáy gì ở đây? Rồi rồi, hay nhanh 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 đi, chắc con về con còn đi chùa nữa. Bây giờ con qua đây con xong đó con hiểu chưa? Tức là như thế này, giờ con làm khách hàng của chú. Dạ. Con qua con giả bộ con nói chú chỉnh ảnh cho con. Dạ. Cứ mỗi lần chỉnh ảnh xong con tự động nhét 500k vào cái lỗ này. Để cái hộp này cho chú, hiểu chưa? Dạ. Tức là mỗi lần chú chỉnh ảnh xong là con đút tiền vô hộp này. Đúng rồi, để chú lấy vía may mắn ngày mùng 1 đó mà, hiểu không? Dạ. Rồi, hiểu chưa? Dạ. Ok. Rồi, tiền đâu? Đây. Đây, chú gửi con. Nhớ chưa? Cầm tiền đây. Ok. Bây giờ mình bắt đầu nha. Dạ. Chỉnh cho con tấm ảnh thờ đi chú. Chỉnh cho con tấm ảnh thờ đi chú. Cái gì mới sáng ngày một con chỉnh ảnh thờ? Con còn nhỏ rồi con chỉnh ảnh thờ chứ vậy? Ủa thì ai biết chú có dặn con trước đâu, con tự chỉnh ảnh gì cũng được. Chỉnh ảnh gì cũng được nhưng mà tức là không có nghĩa là chỉnh ảnh thờ nghe chưa? Mới sáng một lấy vía may mắn mà con đi chỉnh ảnh thờ làm gì? Dạ. Tâm lại. Dạ. Rồi, con chỉnh ảnh gì đây? Dạ, con chú chỉnh ảnh cho con đẹp đẹp, nhìn giống em bé. Rồi chú hiểu rồi. Để chú chỉnh cho nha. Dạ. Sao vậy? Thì con chờ chú chỉnh ảnh. Chú đã dặn con là chú chỉnh ảnh, nhờ chú chỉnh ảnh xong là con tự động nhét tiền vào đây mà, đợi chú nhắc đâu. Ủa con đâu có biết, con tự chú chỉnh xong hết rồi đưa tiền vô mua luôn một lượt. Dạ, bà có nội, bà có non. Con dặn á, là con dặn là khi nào mà nhờ chỉnh ảnh ấy, yêu cầu thoải mái nhưng mà mỗi lần nhờ ấy là phải nhét tiền vào đây, hiểu chưa? Dạ. Để tôi lấy vía ngày mùng 1, hiểu không? Dạ. Có vậy mà nhờ cũng làm được nữa, nãy đến giờ ba cho chú lấy vía rồi mà chú còn bực bội nữa. Thôi không làm nữa đâu, con đi về. Này, người lớn mới nói một câu làm cái gì mà nóng vậy? Nay ngày mùng 1, đừng có bỏ về mất vía chú, hiểu không? Dạ, nhanh, chăm con. Bây giờ hiểu chưa? Dạ. Nhớ nhắc tiền người chưa? Dạ. Chỉnh ảnh em bé nha chú. Tao phải bực nó rồi đó. Chỉnh ảnh chú. Rồi. Này. Đã dặn đi dặn lại rồi, cứ mỗi lần chỉnh ảnh là nhét vào tờ 500k thôi, chứ không phải nhét một lúc như thế này, hiểu chưa? Dạ. Giờ chú dặn lại cho con này, là cứ mỗi lần con nhờ chú chỉnh cái gì, hiểu không? Dạ. Là con tự động con nhét tờ 500k vào để cho chú, vào cái lỗ này cho chú. Hiểu chưa? Dạ. Tự động nhét vào không đợi chú nhắc, nghe chưa? Dạ. Mấy tuổi rồi? Dạ, con 12 tuổi rồi.
Làm lại nhá. Dạ. Ừ. Để chú chỉnh ảnh đẹp đẹp nhá. Dạ. Đây này cho con. Ồ, đẹp đẹp đẹp. Thay cho con tóc khác đẹp hơn đi chú. À, thay tóc khác đẹp hơn hả? Dạ. Ok. Đây. Được 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 được. Nhưng mà môi đỏ hơn hơn đi chút. Môi đỏ hơn hả? Dạ. Ok. Đây được chưa? Thay áo, thay áo, thay áo khác. Thay áo khác hả? Dạ, đẹp hơn. Ờ rồi ok. Được, 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 đẹp, 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 đẹp rồi chú. Con cảm ơn chú nha. À, rồi, rồi xong rồi đấy, được rồi đấy. Thế là xong rồi đúng không? Ừ. Thôi chú cảm ơn con nhé, con đi về gì, đi. Cảm ơn gì, lì xì cho con. Quên. Đức, đưa cái bao lì xì cho bé. Đây. Ừ. Đây, chú lì xì cho con coi như là lấy vía ngày mùng 1. Chúc con mau ăn chóng lớn, học giỏi, học ngoan, không báo cha, báo mẹ, không đua xe, bốc đầu. Được chưa? Dạ, con cảm ơn chú. Không rượu chè, cờ bạc, hiểu không? Dạ. Ờ, nhớ những cái điều chú dặn trước như vậy, hiểu không? Dạ. Nhớ những cái điều chú dặn đi chưa? Dạ. Ừ. Ủa? Thôi đi về. Sao lì xì có 5 ngàn hả? Thì cái này chú lì xì lấy bí may mắn thôi mà bé. Lấy bí mà 5 ngàn hả? Chú nói cho con nghe nè, người lớn lì xì là mình không có nên như thế, hiểu không? Nhưng mà chú lì xì có 5 ngàn à. 5 ngàn là tùy theo tâm người lớn, cái này lấy lệ thôi, lấy vía may mắn cho con thôi mà. Không, con thích. Con lại không thích. Chú cho thêm đi. Con nít đừng có vậy, hư chứ. Ừ, chú không lì xì là con gì con mất mẹ. À, thôi. Ngày mùng 1. Không khóc, nghe chưa? Để chú cho thêm 20 nhé. Vậy sao mà 20? Không muốn 2 triệu. Cái gì 2 triệu? Cái gì ba cùng non? Cái gì 2 triệu ở đây? Ít nhất là 2 triệu chứ công sức con dậy sớm chứ bộ. Công sức cái gì? Chứ bình thường là ngày mùng 1 Tết con phải dậy sớm chứ. Chú mà không đưa là con ở đây con lì con la làng à. Im. Ngày một. Bây giờ như thế này, cái việc mà chú lì xì cho con, chú cho thêm con 20 là 25 ngàn rồi đúng không? Là wow. Cũng làm... cái này mình lấy vía may mắn thôi mà con. Không vía gì mà 25 ngàn, con muốn 2 triệu. Thôi đây để chú gửi thêm con 500 ngàn. Không, 2 triệu là 2 triệu. Nín. Mày kiếm đâu bà của non này mày? Hả? Ký đầu mày quá. Hàng một. 500 nữa thôi nha. Không, 2 triệu. Thôi bà lấy đi bà cụ non, bà lấy đi bà trẻ. Con cảm ơn chú, con về nha. Mày kiếm đâu ra con nhỏ này mày, hả? Em kiếm hết xung quanh đây rồi, xung quanh đây chỉ có mỗi con bé đấy tuổi rồng. Em mới đem về cho anh thôi. Tao kêu mày là kêu người tuổi rồng là kêu kiếm mấy con bé mà tuổi đôi mươi đồ á, trẻ trẻ một tí. Nó lớn, hiểu không? Đi kiếm đứa trẻ con về làm gì đó, nó bù lu bù loa ở đây, mày thấy không? Mất luôn cái vía ngày mùng 1 của tao rồi. Thì em biết đâu. Sao tao nhờ mày cái gì cũng không được mày đứt, hả? Cứ mỗi lần tao nhờ mày cái việc gì quan trọng là y như rằng là hỏng hết. Thế bây giờ sao anh? Mày ra mày đóng cửa luôn đi, mày đóng cửa nghỉ luôn đi cho rồi, chứ Tết tiếc cái gì nữa, hả? Mất luôn cái vía ngày mùng 1 của tao rồi, mất luôn 2 triệu rồi. Đi ra đóng cửa đi, dẹp tiệm.